Đây là cái phôi hoa mua mình vừa khai thác và về đây mới đào được đây anh em. Đây là gốc hoa mua. Hoa mua thì rất là đẹp, cho hoa màu tím rất là đẹp nha. Gốc này cũng mấy chục năm rồi, rất là to, quá đẹp luôn anh em. Và bây giờ mình sẽ cưa cái phần đuôi chục này và sau đó thì em trồng vô chậu, dăm cho nó ra cành ra tán. Mình sẽ chơi bonsai cái giống hoa mua này. Đây là cái gốc mua nha anh em. Đây là mót luôn. Mà nguy hiểm mà. Không á chứ. Đây là cái phôi hoa mua, gốc rất là to nha anh em. Mình sẽ cắt cái đoạn. Từ thôi. Không nở rồi. Thì bán lắm hả? Người ta trái không ạ? Người ta phải lên nha. Cười thật dữ dội. Thật thật. Rít cả rít rồi vậy. À ưa lắm rồi đó. Thôi. Hôm qua tôi cưới đâu? À hôm qua đây tôi không qua. Đừng có ngoài người ngoài ta thôi. Hôm qua tôi ngoài người, ngoài ta nữa. Tôi qua người luôn. Tôi qua người. Người ngoài người đi chơi người qua vậy. Sau khi cưa xong nhà này đúng rồi, xìm cứ mày cưa vào lấy cưa nhỏ kìa mới cưa ngậu được.
mù quá. Dưới đây mình đã có, có sườn bò cá biết. Đồ dưới gì hả anh? Đồ đi mua. Đi mua đây giờ biết không mua chỗ lại. Lại chứ. Bấm gọn gọn lại anh đây. Dành đồ cái sim. Rồi một cái phao rồi đó. Hử? Cứ rồi một cái phao rồi đó. Đấy. Bắt đầu không? Bắt đầu rồi. Lẫn trồng ở chợ hay lẫn lai? Tự lai nhớ. Mấy cái cười nó lùi như quốc con kia. Cười tai rồi. Đấy. Cái này có cười như rồi. Nó đang bán bao nhiêu nữa. Sang. Được chưa? Hấp chưa? Bác của ăn gì uống? Giữ cái này lại. Vâng, mình xin tạm dừng video tại đây nha. Quý vị và các bạn nào muốn thích cây phôi họ mua thì cứ liên hệ bình luận ở phía bên dưới video hoặc có thể liên hệ số điện thoại để mà liên lạc mua cây phôi hoa mua này. Xin chào anh em nha. Chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Chúc anh em có một ngày làm việc thật hiệu quả và thành công.